Điều cần biết khi các bạn nuôi kiến là mỗi người nuôi kiến sẽ có trải nghiệm rất khác nhau. Có loài người ta nuôi thành công thì người ta nói nó nuôi dễ. Có loài người ta lỡ nuôi thất bại thì người ta sẽ nói nó nuôi khó. Có những loài mà người ta phải thất bại 30-40 lần thì mới được 1-2 lần thành công. Nên nuôi kiến nó không chỉ là kinh nghiệm mà các bạn cần phải có may mắn nữa. Bởi vì trải nghiệm của mỗi người nó mang tính chủ quan như vậy, nên khi nuôi kiến mình chỉ tập trung vào bản thân của mình mà thôi. Quan trọng nhất là mình có thích nó hay là không. Mình từng nói với một bạn rằng mình sẽ nuôi những loài mà mình cảm thấy thích, chứ mình không muốn nuôi một loài mà người khác bảo mình phải nuôi. Điều đó nó ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nhiều lắm. Trong 13 năm qua khi mình nuôi bò sát hay bất cứ con vật gì, các bạn biết thứ khiến mình tâm đắc nhất là gì không? Mình dám nuôi, dám làm, dám chịu trách nhiệm với thất bại của mình. Bra, và đó là...